Chí quanh chàng Vin Su cầm sẵn cho mình đó là những quả lựu đạn, nhưng không, Văn Thanh đã tới rất gần và tanh cơ của VKM tiếp cận hàng sau của đối phương nhưng không thành công. XP vẫn còn quá nhiều kinh nghiệm trong những pha đối tay đôi kiểu như này. Vị trí của Heavy có một góc để thoải mái xả đạn và Min nào bắn tất cả những người đang di chuyển phía trước, bởi vì anh ta chỉ có một mình mà thôi. Biết đâu Heavy lại làm nên chuyện với việc anh ta. Hình nào đây rất cao là khả năng của King of Gamer Club với liên tiếp những pha M19 rất hay đến từ Thu Phát, và đó là 11 kill dành cho vị trí của X-Men. Khả năng cao và mong cuối chúng ta sẽ là cuộc chiến giữa bên phía của VGaming và Heavy. VGaming còn đủ 4, Heavy còn đủ 4, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ giành được Buya trong bàn đấu này. Cova bị dí vào, Bảnh đang bắn rất tốt và vị trí Cova vẫn đang đứng đây trụ lại. Rất nhiều tình huống gây sát thương nhiều bên phía các thành viên của VGaming. Bin Su đâu đó bị cái gì đó đè à? Khi mà anh chàng này bỗng nhiên phải nằm xuống, boy tay bị tấn công vào, Heavy sẽ có cái Buya này. Khi mà anh phải đứng ở đây thì Heavy sẽ là top 3. Chưa hiểu vì sao Bin Su đã ăn màu trong tình huống vừa rồi, nhưng Heavy chắc chắn sẽ có top 1. Và chúng ta sẽ có thêm cái Buya nữa tới từ những đại diện của Việt Nam. Heavy với 15 kill và họ sẽ có được 27 điểm ở bàn đấu này. Xin chúc mừng Heavy với màn trình diễn rất tuyệt vời của mình. Chúng ta đã đợi điều này rất. Triple kill.
không một quả keo được vào. Heavy Buffalo đang bắn liên tục, đang xả sát thương liên tục. Xem này, chưa kịp hạ chân xuống dưới đất thì đã mất thêm những thành viên rồi. Heavy đang có 4 kill, họ đang đứng ở trên cao, họ đang quan sát tất cả những gì diễn ra, họ đang bắn cả vào cả những chú chim trên trời nữa. Rất nhiều sát thương từ vị trí của Tomic T, những khẩu sao 3 chip, một mình Heavy bắn, một mình Heavy chơi. Những đội tuyển còn lại họ đang cố gắng để đi ra, và có vẻ như Heavy nếu như bắn chắc họ sẽ có thêm cái mình giả trong ngày thi đấu hôm nay. Vẫn đang là Heavy đứng lên trên nóc nhà này. Tomic T tỏ ra cực kỳ chủ động, họ đang muốn lao xuống để tiêu diệt những đội tuyển này, bắn dễ dàng từ đi nào tin phát từng chân ở top 3, và cái bù nhà thuộc về đội của Heavy. Xin chúc mừng Heavy, và như vậy là lời chúc của anh Bi dành cho Heavy đã thật sự ứng nghiệm.